Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 3 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp về đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020. Đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung nâng cao giá trị của sản phẩm nông sản, thành phố và ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu trên địa bàn thành phố, các cấp ngành đã dành sự quan tâm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp các em có một mùa Trung thu vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Tin quốc tế, tiếp tục thông tin liên quan đến vụ xả súng ở Las Vegas, bang Nevada của Mỹ. Cho tới sáng nay ngày 3 tháng 10 theo giờ Hà Nội, đã có ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về khả năng có người Việt Nam trong số các nạn nhân. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 9. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động quý 3 của năm 2017 và tổng thể tình hình kinh tế xã hội của đất nước từ đầu năm đến nay. Nếu quý 1 mức tăng trưởng chỉ đạt 5,15%, quý 2 đạt 6,28%, thì tháng 7, 8 và 9, nhất là tháng 8 và tháng 9, kinh tế đất nước đã có mức tăng trưởng đột biến nằm chủ yếu ở các khu vực sản xuất dịch vụ, nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao với mức xuất khẩu nông sản đạt cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, bán lẻ và du lịch đã và đang nâng mức tăng trưởng kinh tế lên 7,46% trong quý 3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc nhở các cấp các ngành các địa phương không được lơ là chủ quan, khắc phục bất cập tồn tại để quyết tâm hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2017. Cũng thông tin từ phiên họp thường kỳ của Chính phủ, trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, các bộ ngành địa phương đã cắt giảm trên 5.000 thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh. Có bộ tuyên bố cắt giảm đến 600-700 thủ tục, qua đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa đánh giá trong những ngày gần đây, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc và so với cách đây 5 năm thì chỉ số này của Việt Nam đã tăng đến 50 bậc. 9 tháng năm 2017, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp, bình quân 9 tháng tăng 3,79%, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Thu ngân sách tăng 14%, tín dụng tăng 12%, thị trường chứng khoán vượt 800 điểm, cao nhất từ năm 2008. Nhập siêu giảm, xuất khẩu tăng, dự trữ ngoại hối đạt trên 44 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI thu hút mạnh mẽ với mức gần 26 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 34%, vốn thực hiện là 12,5 tỷ đô la Mỹ. Cả nước có gần 94.000 doanh nghiệp thành lập mới và sản xuất kinh doanh thuận lợi. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp về đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 1997, thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với 9.353 người làm việc. Đến năm 2017, thành phố có 409 đơn vị sự nghiệp với hơn 22.000 người làm việc. Các đơn vị sự nghiệp chủ yếu do ngân sách đảm bảo, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường xã hội hóa, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp đổi mới tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020, làm việc và lấy ý kiến các sở ban ngành liên quan để hoàn chỉnh và trình tại cuộc họp về các phương án sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ trong việc xây dựng đề án. Vấn đề còn lại là các sở ban ngành liên quan có quyết tâm cùng thành phố sắp xếp tổ chức lại hay không.
Chủ tịch thành phố nhấn mạnh phải tiến hành cải cách, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn hiệu quả, bởi hiện nay bộ máy vẫn còn cồng kềnh phăng tán. Theo đề án lộ trình từ nay đến năm 2020, thành phố phấn đấu giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm ít nhất 2.000 biên chế, chuyển nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước sang nguồn thu của các đơn vị ước khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm. Cũng trong chiều nay, huyện Hòa Vang tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện Hòa Vang. Theo đó, ban chấp hành chi hội có 17 thành viên, chi hội hoạt động vì mục tiêu xây dựng, củng cố và tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Vận động khuyến khích thành lập các ban liên lạc quân tình nguyện Campuchia ở các xã, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và huyện nói riêng, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với trẻ em, Tết Trung Thu là niềm vui, là sự háo hức chờ đợi. Vì vậy, trong những ngày này, các cấp ngành và cả xã hội đang dành sự quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động vui chơi, chăm sóc các em. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Bức thư có đoạn viết: các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý, Tết Trung Thu đã đến, bác thân ái gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương nhất. Bác rất vui khi các cháu đã luôn cố gắng học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, nhất là các cháu ở vùng thiên tai, lũ lụt đã không quản khó khăn vươn lên trong học tập. Bác khen ngợi các cháu đã nỗ lực phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, mong các cháu tiếp tục tu dưỡng rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, noi gương người tốt, việc tốt, mai sau trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh. Bác chúc các cháu bước vào năm học mới với nhiều thành tích mới và đón Tết Trung Thu thật vui tươi, bổ ích. Trong không khí náo nức đón trăng rằm, chiều nay hơn 800 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đón Trung Thu trong không khí rộn ràng, ấm áp, tình thương với chương trình Vầng Trăng Yêu Thương. Vầng Trăng Yêu Thương là chương trình đặc biệt dành cho các bệnh nhi đang phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, nhằm góp thêm niềm vui, tiếng cười cho các em trong ngày hội đặc biệt của tuổi thơ. Thì ngoài cái nhiệm vụ chính trị là khám chữa bệnh tốt cho bà mẹ và trẻ em, thì chúng tôi có những hoạt động kết nối giữa cộng đồng, các tổ chức, các cá nhân, các mạnh thường quân về đây để chia sẻ với những nỗi đau bệnh tật của các bệnh nhân đang nằm điều trị của chúng tôi, đặc biệt là các cháu thiếu nhi vào những cái dịp là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày Trung Thu, ngày Tết cổ truyền âm lịch, để có những món quà về tinh thần cũng như vật chất để chia sẻ nỗi đau bệnh tật, giúp cho bệnh nhân yên tâm điều trị. Với mục đích mang niềm vui để xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, dịp này rất nhiều tổ chức cá nhân đã dành các phần quà có giá trị dành tặng cho các bé với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Tôi thấy rất là vui vì bệnh viện cũng tạo một cái sân chơi cho các em bé, có những cái phần quà rất là hấp dẫn và rất là vui. Tôi cũng cảm ơn chương trình rất nhiều. Chương trình Vầng Trăng Yêu Thương đã mang lại cho các em những nụ cười ấm áp, tiếp thêm nghị lực để các em cùng gia đình cùng nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật. Thưa quý vị, với các trẻ em khuyết tật, cứ mỗi độ mùa Trung Thu về, sự rộn ràng tươi vui của ngày hội trăng rằm dường như không trọn vẹn bởi tâm lý e dè tự ti. Thế nhưng sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng xã hội thông qua những chương trình Trung Thu đầy ý nghĩa đã giúp các em vơi bớt phần nào nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần, sống hồn nhiên như ba bạn bè cùng trang lứa. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ vào mỗi dịp Trung Thu, Hội Người Khuyết Tật quận Sơn Trà phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức đêm hội trăng rằm dành riêng cho các em thiếu nhi khuyết tật và con em người khuyết tật trên địa bàn quận. Với những giai điệu tuổi thơ vui nhộn, chị Hằng, chú Cụi gần gũi thân thiện, cùng màn trình diễn đặc sắc của đội lân, đêm hội thực sự là món quà tinh thần ý nghĩa cho các trẻ em khuyết tật và cả các bậc phụ huynh. Em
em cảm thấy là trong hội trung thu này em được vui chơi và nhận được những phần quà thật là nhiều ý nghĩa. Chị rất vui vì có được cái đèn này là để cho các cháu vui chơi. Rồi chị cũng rất mong để cháu giao lưu rồi cháu đi chơi này cho cháu biết giống như mấy đứa trẻ bình thường. Mang đến một mùa trung thu ấm áp, tươi vui cho trẻ em khuyết tật đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được chính quyền, hội đoàn thể các cấp và cộng đồng xã hội quan tâm thực hiện chu đáo. Các cháu khuyết tật đó là nó có nhiều cái khó khăn. Ở đây chúng tôi có thành đoàn các cháu bại não, liệt hai chân đi không được, thì tôi nhờ phụ huynh để chuyển tới đây để tạo cái điều kiện sân chơi cho các cháu. Vì nếu chúng tôi đến trực tiếp nhà thì các cháu không thể có cái sân chơi vui vẻ, mà phải nhờ phụ huynh em tới đây để chúng tôi tạo một cái sân chơi vui vẻ cho các cháu. Không xa lánh kỳ thị, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em khuyết tật có cơ hội phát triển bình thường, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng chính là cách tốt nhất để chia sẻ với những nỗi đau mà các em đang gánh chịu, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những ngày hội trăng rằm ấm áp, nghĩa tình. Thay mặt những người làm chương trình, chúc các em có một mùa trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa. Chúc cho những tấm lòng vàng luôn dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc về mọi mặt, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn, có những mùa trung thu vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Trong đợt sơ duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC 2017 mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, biểu dương thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các tiểu bang thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và các cơ quan liên quan đã nỗ lực chuẩn bị tích cực cho tuần lễ cấp cao. Tính đến thời điểm hiện nay, cơ sở vật chất tại tất cả các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế và các địa điểm chính khác sẽ diễn ra các sự kiện chính thức và bên lề của tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã cơ bản hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải bảo đảm tuyệt đối các điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như việc tạo thuận lợi cho các nhà lãnh đạo, các đại biểu, khách mời, báo chí, tổ chức cá nhân tham gia tuần lễ cấp cao. Các cơ quan liên quan cần phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, không để xảy ra bất cứ sai sót nào, qua đó góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Cùng với lực lượng của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuần lễ cấp cao APEC. Theo kế hoạch, Bộ đội Biên phòng thành phố được phân công phối hợp với các lực lượng vũ trang thành phố bảo vệ tại 15 trên 24 địa điểm tổ chức sự kiện, cũng như nơi lưu trú của các đoàn, các lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế tại các địa bàn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng là bảo vệ mặt nước sông và biển, nhất là các vùng tiếp giáp với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tổ chức các sự kiện cũng như nơi lưu trú. Trong thời gian diễn ra các sự kiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện, chó nghiệp vụ để làm nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền lui tới khu vực biển tiếp giáp với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng này. Trước, trong thời gian diễn ra sự kiện, các cán bộ chủ chốt của các đồn biên phòng, các phòng nghiệp vụ được phân công đứng điểm để chỉ đạo phối hợp nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho các điểm. Trong tuần lễ cấp cao APEC, quận Cẩm Lệ là địa bàn có địa điểm quan trọng phục vụ cho hoạt động này, đó là Trung tâm Báo chí Quốc tế. Để đảm bảo an ninh an toàn cho các phóng viên báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp, Công an quận Cẩm Lệ đã lên phương án kế hoạch cụ thể. Theo kế hoạch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được Công an quận Cẩm Lệ tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, giai đoạn 2 từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Về chỗ phía Công an quận, chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch triển khai các lực lượng đảm bảo về trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tấn công mạnh đối với các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, là áp dụng cả các cái biện pháp để mà tiến hành là răn đe, phòng ngừa và quản lý chặt cái số đối tượng hình sự, số đối tượng ma túy trên địa bàn. Công an quận Cẩm Lệ đã phân công lực lượng tuần tra kiểm soát, ra quân lập lại trật tự mỹ quan đô thị, tạo sự thông thoáng trên địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đoạn đường khu vực Trung tâm Báo chí Quốc tế,
Công an quận phối hợp với cảnh sát giao thông thành phố phân luồng tuyến không cho các xe trọng tải nặng lưu thông qua đây trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời qua đó thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi chủ động nắm tình hình, tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong cái thời gian diễn ra cái tuần lễ cấp cao APEC thì lực lượng công an quận tiến hành trực 100% quân số để nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, công an quận Cẩm Lệ còn triển khai một số biện pháp nghiệp vụ khác để quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội thì cũng đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt công an phường thì tăng cường các cái biện pháp về quản lý cư trú. Thì trong cái thời gian diễn ra hội nghị là phải nắm chặt tình hình quản lý đối với cái số đối tượng là người nước ngoài là cư trú ở trên địa bàn. Đồng thời là tăng cường các cái biện pháp để quản lý về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là một số các ngành nghề mà có cái nguy cơ để cho tội phạm nó lợi dụng nhằm nó hoạt động ở trên địa bàn. Hiện tại, Công an quận Cẩm Lệ đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 của công tác này. Đến ngày 11 tháng 10 sẽ tiến hành ra quân trấn áp tội phạm trên diện rộng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị, đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao giá trị của sản phẩm nông sản. Mấy năm qua, thành phố và ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây được xem là một hướng đi hiệu quả thiết thực, có tính hội nhập cao, nhất là khi thành phố sắp sửa đón đầu nhiều sự kiện lớn tầm cỡ quốc tế như APEC 2017. Khách quan mà nhìn nhận, nông nghiệp không phải là thế mạnh của Đà Nẵng. Mặc dù tổng diện tích đất nông nghiệp gần 70.000 ha, chiếm 54,38% tổng diện tích thành phố, thế nhưng tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung rất nhỏ. Chưa kể sản lượng nông sản tự cung ứng cho thị trường nội địa chưa tới 10%, theo số liệu năm 2017. Con số này tại các địa phương khác như Lâm Đồng, Vĩnh Phúc hay láng giềng Quảng Nam cao hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, Đà Nẵng chọn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để giải đáp cho bài toán này. Thay vì sản xuất manh mún nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao quy tập một vùng sản xuất lớn có đầy đủ cơ sở hạ tầng. Sản lượng nông sản sản xuất tuy ít nhưng có chất lượng, giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường nội địa. Cái diện tích nông nghiệp của Đà Nẵng thì nó không nhiều như các địa phương khác. Theo quy hoạch thì đến năm 2020 thì tổng diện tích nó tầm cỡ 65.000 ha, gần 65.000 ha. Trong đó thì với diện tích đó thì vừa là đất lâm nghiệp rồi đất trồng lúa, đất trồng cây rồi vân vân, tức là tất cả những cái loại đất thuộc cho nông nghiệp. Thì theo tôi nghĩ là với tầm cỡ 65.000 ha thì nó không lớn. Vì vậy cho nên là cái việc mà ứng dụng công nghệ khoa học vào từng mảnh đất này để tạo nên cái năng suất thật cao, chất lượng thật tốt, để làm sao cho từng mét vuông đất cái giá trị từng mét vuông nó cao lên thì đó vấn đề là hết sức là cần thiết. Mà điều đó là hình như có lẽ đó là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp. Từ năm 2010, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương về thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mới đây, Nghị quyết số 104 về khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã quy định rất cụ thể các chính sách hỗ trợ về kết cấu hạ tầng, các dịch vụ xã hội, phát triển sản xuất. Các mức hỗ trợ đều vượt trội so với chính sách chung của cả nước. Để giới thiệu những cái tiềm năng lợi thế của Đà Nẵng trong mối tương quan vùng về cái tiềm năng phát triển nông nghiệp. Và từ đấy thì chúng ta xúc tiến, quảng bá và thu hút những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến đầu tư trong lĩnh vực này. Thì thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ trương là xây dựng những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư đến đầu tư lĩnh vực này. Cái thứ hai là cũng đang có chủ trương mà quy hoạch những cái vùng và những khu nông nghiệp ứng dụng nghệ cao để hưởng được những cái chính sách trung ương. Năm 2017 có thể được xem là năm của đầu tư khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt nhiều quyết định quan trọng. Quyết định số 1936 đã tạo nên chuyển biến mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khi thành phố công bố danh mục các địa điểm quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gồm 7 vùng trên địa bàn huyện Hòa Vang. Với quyết định số 4072,
thành phố có thêm một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rộng hơn 117 ha tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh. Đây chính là những tiền đề mà Đà Nẵng chuẩn bị để đón đầu các nhà đầu tư. Bãi vùng này nó tầm cỡ khoảng 440 ha. Và vừa rồi thì cũng trong thành phố cũng đã xây dựng quy hoạch một cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cỡ 117 ha. Tất cả các vùng này thì phần lớn chủ trương là muốn đầu tư để cho phát triển các loại cây dược liệu, rau thì có rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, rồi nuôi trồng thì có chăn nuôi thì có nuôi bò nuôi. Những cái vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên Hòa Ninh là đã triển khai 1 ha nhà kính, và trên Hòa Phú ở Đông Lâm là 1 ha, và trên Phú Sơn Nam là 3.000 m2, và một số cái mô hình hoa và những cái sản phẩm khác. Thì qua bước ban đầu trong triển khai xây dựng xong cơ sở hạ tầng vào tháng 5. Có thể thấy, không phải cho tới bây giờ Đà Nẵng mới chú trọng đến đầu tư nông nghiệp. Những chính sách gần đây chỉ là minh chứng cho việc Đà Nẵng đã sẵn sàng để hội nhập kinh tế thế giới. Trước mắt là diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, sau đó là tuần lễ cấp cao APEC. Thành phố sẽ tiếp đón rất nhiều vị nguyên thủ, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là những cơ hội lớn để thành phố giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của mình để thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tin chúng tôi vừa thực hiện, vào chiều tối nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Juan Carlos Valen Riley, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chào mừng ngài đại sứ đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã giới thiệu cho ngài đại sứ khái quát về các tiềm năng thế mạnh của thành phố, cho biết hiện các cấp ngành thành phố đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện tuần lễ cấp cao APEC. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn ngài đại sứ với cương vị của mình sẽ tạo điều kiện xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp các bên, qua đó tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, kinh tế, thương mại, giáo dục. Ngài Juan Carlos Valerrelax cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Argentina và Việt Nam nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng là bền chặt sâu đậm, đồng thời gửi lời chúc mừng thành phố là địa phương được chọn tổ chức sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây sẽ là cầu nối, là dịp quảng bá Đà Nẵng ra thế giới. Ngài đại sứ mong muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với chính quyền thành phố, nhất là trên các lĩnh vực về đầu tư, giáo dục đại học. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 72 phút trước khi cảnh sát tìm ra kẻ thù ác, hàng trăm phát đạn đã dội xuống đám đông khoảng 22.000 người tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, Mỹ tối ngày 1 tháng 10. Vụ thảm sát này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 người và hơn 500 người khác bị thương. Các video được đăng tải cho thấy những người tham gia sự kiện đã dùng bất cứ vật gì có được tại hiện trường để che chắn. Những người sống sót sau vụ xả súng cho biết đạn bắn bay tứ tung khi kẻ xả súng xả lần lượt từng băng đạn nhắm vào đám đông. Vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas tối ngày 1 tháng 10 khiến hàng trăm người thương vong, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân và nhấn mạnh rằng vụ tấn công này sẽ không thể phá hủy sự đoàn kết của người Mỹ. Ông cho biết sẽ đích thân tới Las Vegas vào ngày mai ngày 4 tháng 10. Vụ thảm sát ở Las Vegas một lần nữa dấy lên những kêu gọi nhằm kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ xả súng ở Las Vegas, bang Nevada của Mỹ. Cho tới sáng ngày 3 tháng 10 theo giờ Hà Nội, đã có ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về khả năng có người Việt Nam trong số các nạn nhân. Trong khi đó, cảnh sát Mỹ đang tập trung điều tra nghi can vụ xả súng. Lực lượng an ninh đã lục soát ngôi nhà thuộc sở hữu của đối tượng tiến hành vụ xả súng ở Mesquite, bang Nevada và phát hiện 18 khẩu súng, một số thuốc nổ và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều thiết bị điện tử hiện đang được kiểm tra. Nghi can Stephen Patrock, 64 tuổi, là một cư dân địa phương không có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện cha ruột của Patrock từng nằm trong danh sách truy nã của FBI vì tội cướp ngân hàng. Theo mô tả của FBI, Patrock có dấu hiệu tâm thần và khuynh hướng tự sát. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng được mở rộng về người phụ nữ đi cùng Patrock vào khách sạn Mandalay Bay, nơi đối tượng đã xả súng từ tầng 32 xuống đám đông 40.000 người đang dự một buổi hòa nhạc bên dưới. Mỹ sẽ không đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, mà chỉ đối thoại về việc trả tự do cho các công dân Mỹ mà Bình Nhưỡng bắt giữ.
Tuyên bố được Nhà Trắng nhắc lại sáng nay theo giờ Hà Nội, một động thái được cho là bác bỏ phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi nói rằng Washington đang mở các kênh liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng nói rõ thêm về thông tin mà Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Twitter hồi cuối tuần qua, vốn được xem là lời bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Đây không phải lần đầu tiên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ nảy sinh bất đồng về các vấn đề liên quan đến chính sách. Hồi tuần trước, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa. Song Bình Nhưỡng dường như không tỏ ra hứng thú với tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cho rằng một cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng đều lãng phí thời gian. Giới chức Bangladesh cho biết đã có thêm nhiều người tị nạn Hồi giáo Rohingya từ Myanmar sang Bangladesh, trong khi hai nước này đã nhất trí thiết lập một nhóm làm việc để lên kế hoạch hồi hương hơn nửa triệu người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh. Dự kiến Bộ trưởng Nhà ở Bangladesh Khan Kaman sẽ sớm tới thăm Myanmar để thảo luận về vấn đề an ninh biên giới, trong đó hai bên có thể sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều người Hồi giáo Rohingya bày tỏ lo ngại về viễn cảnh được hồi hương, vì cho rằng khi đó chính phủ Myanmar có thể yêu cầu họ phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền được về nước, điều mà họ sẽ khó có khả năng hoàn thành. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh việc chính phủ Myanmar tổ chức chuyến đi cho ba đại diện của Liên Hợp Quốc tới thăm bang Rakhine, nhằm thị sát tình hình để có thể phối hợp với chính phủ Myanmar trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực này. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.